Xin chào quý vị và các bạn. Trong nội dung video này ấy, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái thông tin về cái tài khoản iCloud ở trên điện thoại ấy. Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một chút về cái thông tin này, bởi vì là nhiều bạn sử dụng điện thoại ấy, rất là phớt lờ liên quan đến tài khoản iCloud ở trên thiết bị bạn nhé. Đấy, thì cái tài khoản iCloud này nó khá là quan trọng. Ví dụ như các bạn sử dụng từng hãng điện thoại khác nhau ấy, thì sẽ có một cái tài khoản iCloud khác nhau. Ví dụ như các bạn sử dụng tại máy điện thoại của Xiaomi thì các bạn sẽ có tài khoản Mi, được chưa? Đó, Xiaomi. Thì các bạn có thể vào trong cái trang iCloud.xiaomi.com này này. Thì ở đây sẽ có một cái trang tạo tài khoản, hoặc là khi mà các bạn có điện thoại ấy, thì các bạn có thể tạo tài khoản Xiaomi ở trên thiết bị của các bạn. Thì các bạn sẽ vào trong phần phần thông tin của thiết bị ấy, sẽ có tài khoản Xiaomi, được chưa? Đó, thì nó sẽ ở mục trên như này này. Thì nó yêu cầu log in tài khoản Mi, được chưa? Sign in tài khoản Mi vào ở đây này. Điện thoại iPhone cũng thế, điện thoại Samsung cũng thế, điện thoại Vivo cũng thế. Vâng ạ, thì sẽ có cái tài khoản lúc nào cũng sẽ ở trên này. Cái hệ sinh thái của các tài khoản này ấy, thì nó sẽ bao gồm những cái liên quan đến iCloud, dung lượng iCloud, có nghĩa là dung lượng lưu trữ đám mây, để chặn các thông tin liên quan đến 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 thiết bị máy, ví dụ như là đồng bộ dữ liệu, ví dụ như danh bạ, hình ảnh hay là video, hay là những cái thông tin khác về định vị thiết bị, thì nó đều ở trong cái tài khoản này, nó khá là quan trọng. Khi các bạn reset lại máy, các bạn mở máy lên mà các bạn không nhớ mật khẩu ấy, thì các bạn sẽ bị dính tài khoản iCloud này. Ví dụ như tài khoản iPhone thì có tài khoản iCloud, vâng ạ. Đó, Mi thì có tài khoản Xiaomi thì có tài khoản Mi, đó. Vivo thì có tài khoản Vivo. Đấy các bạn. Thì bạn nào đang sử dụng cái tài khoản nào thì các bạn có thể đăng nhập vào máy để tạo cái tài khoản đấy. Đó, và sau đó thì các bạn sẽ tiến hành setup setup tạo tài khoản. Và sử dụng các tài khoản liên quan đến điện thoại thì có một cái chức năng rất là hay của rất là nhiều bạn, đó là thứ nhất nó là chức năng đồng bộ, và thứ hai đó chính là chức năng định vị thiết bị, được chưa? Đây là hai cái chức năng phổ biến nhất mà nhiều bạn phớt lờ khi bạn sử dụng điện thoại, được chưa? Đó, ví dụ như bây giờ định vị thiết bị ấy, thì đa số những cái tài khoản Android hoặc là tài khoản iPhone hay là iOS ấy, thì các bạn sẽ phải, để bảo mật thiết bị tốt đấy, thì các bạn sẽ phải xác minh thông tin tài khoản vào trong thiết bị của chúng ta. Thứ nhất là các bạn có thể sử dụng hệ sinh thái của Google. Google có một cái tài khoản, đó chính là tài khoản Google ấy, được chẳng phải là nó là tài khoản Gmail các thứ ấy. Thì tài khoản Google cũng giúp cho chúng ta có thể là bảo mật thiết bị rất tốt, đặc biệt là định vị thiết bị các bạn nhé. Đấy, khi các bạn đăng nhập cái tài khoản Google vào, các bạn bật những cái tính năng định vị thiết bị nó rất là tốt luôn để kiểm soát thiết bị của chúng ta các bạn nhé. Ví dụ như sau, vậy bây giờ mình vào trong phần My Account của Google này, mình vào trong phần bảo mật, sau đó mình lướt xuống và mình vào quản lý thiết bị các bạn nhé. Đấy, cái chức năng này rất là quan trọng, mình sẽ nói với các bạn về cái chức năng định vị. Tất cả các tài khoản khác thì các bạn có thể tham khảo thêm các bạn nhé, ví dụ như trên iPhone, iCloud, được chưa? Hoặc là Xiaomi hay là Vivo hay là một số điện thoại khác thì các bạn có thể tham khảo thêm bạn nhé. Ví dụ như ở đây chẳng hạn, khi mà các bạn vào trong phần quản lý thiết bị ấy, vào trong phần bảo mật xem quản lý thiết bị, thì những cái thiết bị nào đang liên kết với cái tài khoản của chúng ta thì nó sẽ có ở đây các bạn nhé. Đấy, ví dụ như ở đây chẳng hạn mình có một cái sản phẩm, ví dụ như đây là một cái tài khoản chẳng hạn, mình sẽ bấm vào đây. Thì khi mà bấm vào đây thì chúng ta có thể phát hiện được thiết bị của chúng ta có đang sử dụng hay không, và đăng nhập và sử dụng lúc nào, thì nó rất là đơn giản. Thì cái tài khoản này các bạn có thể đăng nhập trên một trình duyệt của máy điện thoại khác thì các bạn vẫn có thể vào đây xem được. Thì tài khoản này nó giống như một cái tài khoản Gmail của chúng ta vậy thôi các bạn nhá. Đây, tài khoản Gmail nó giống như một cái tài khoản Gmail đó, nó có rất là nhiều chức năng, nó liên quan đến những cái tài khoản Gmail, tài khoản YouTube, tài khoản Share Play đấy, được chưa? Đó, chúng ta có thể khá hay, chúng ta có thể đồng bộ danh bạ mọi thứ ở đây. Đây là tài khoản của Google nhé, rất là rất là tốt luôn để các bạn sử dụng. Ở trong này các bạn có thể thấy là cái thiết bị của chúng ta lần đăng nhập cuối cùng này đấy, và lần truy cập thì nó phát hiện rất là tốt luôn.
Vâng ạ, đây nó thông qua IP ở đây này. Đấy, cho nên là nhiều bạn bảo là tại sao chúng ta có thể kiểm soát được cái thiết bị và kiểm soát được vị trí của thiết bị. Nó là như vậy các bạn ạ, là chúng ta có một cái tài khoản như này cũng là có kiểm soát được tốt. Đây là chúng ta hoàn toàn chúng ta không cần can thiệp gì về về vấn đề cao siêu giả, chúng ta chỉ cần bấm và thao tác thôi vào trong cái thư mục này thôi và chúng ta có thể thấy được như vậy. Và chúng ta bấm vào tìm kiếm thiết bị. Khi bấm vào tìm kiếm thiết bị ấy, thì các bạn sẽ thấy là cái thiết bị của chúng ta đang loát loát như này này. Đấy, các bạn thấy chưa? Đang loát loát như này này. Đó. Thì các bạn sẽ đợi chờ một lúc thì nó sẽ phát hiện ra vị trí của thiết bị này. Thì nó khá là hay. Được chưa? Đó. Mình thấy là rất là nhiều anh em bỏ qua cái tính năng này, nó hơi khó hiểu. Đấy. Cái chức năng này ấy, khi mà định vị như này thì sẽ định vị ra cái thiết bị của chúng ta các bạn nhá, sẽ định vị ra thiết bị của chúng ta ở ở địa điểm nào và lần cuối cùng các bạn nhá, lần cuối cùng và thiết bị truy cập. Và chúng ta có thể sử dụng cái tính năng này rất là hay, ví dụ như phát ra âm thanh này, bảo mật thiết bị này. Đấy, ví dụ như phát ra âm thanh ngay kể cả khi cái điện thoại của các bạn ở gần đấy thì các bạn bấm vào đây thì kể cả bị khóa thì vẫn phát ra âm thanh bình thường các bạn nhá. Đây là cái tính năng phát âm thanh. Bảo mật thiết bị có nghĩa là khóa thiết bị và đăng xuất tài khoản ra khỏi thiết bị của chúng ta. Và chức năng thứ ba là xóa thiết bị và tất cả nội dung các bạn nhá. Đây chúng ta bấm vào đây để xóa tất cả nội dung luôn. Được chưa? Đó. Đó, xóa tất cả nội dung trên thiết bị. Nó đó là cái tính năng khá là hay. Được chưa? Đó, thì mình khuyên các bạn nên sử dụng tận dụng cái tính năng này. Tiếp theo là ví dụ như các bạn sử dụng một cái tài khoản riêng của một cái tài khoản nào đó, ví dụ như các bạn đang sử dụng của Samsung chẳng hạn, phải không ạ? Các bạn đang sử dụng tài khoản của Samsung đấy, các bạn đang sử dụng hệ sinh thái của Samsung hoặc là hệ sinh thái của một tài khoản nào đó. Ở đây là mình sẽ thử, ở đây là bạn từ từ mình bạn từ từ đợi mình một tí các bạn nha. Đây, ví dụ như các bạn thấy này, khi mà mình dò ra thiết bị lần truy cập cuối cùng này. Đấy. Khi mà dò ra lần truy cập cuối cùng ấy thì các bạn có thể phát hiện ra được cái thiết bị của chúng ta. Lưu ý là khi mà các bạn vào trong các phần quản lý thiết bị ấy, đây này, quản lý thiết bị ấy, thì những cái thiết bị nào được truy cập và địa điểm truy cập tài khoản của chúng ta ở đâu ấy thì nó sẽ xuất hiện ở đây, được chưa? Và các bạn sẽ nhấn vào đây để xem thiết bị, được chưa? Xem thiết bị thì thiết bị của chúng ta ở đây thì nó sẽ có thông tin như này và nó sẽ có vị trí chính xác như này các bạn nhé. Đấy, đó, thì các bạn bấm vào đây này, ở trên Google các bạn bấm vào đây thì nó sẽ ra cái địa chỉ luôn, địa chỉ chính xác và cái người ta gọi là cái tọa độ, ở đây là cái tọa độ các bạn nhé. Đó, các bạn sẽ thấy là cái tọa độ nó chính xác như nào, các bạn chuyển qua cái đây này đó thì nó sẽ chính xác. Và lần truy cập cuối cùng, ví dụ như ở đây là gần mới nhất, có nghĩa là gần mới nhất có nghĩa là như nào, có nghĩa là hiện tại đấy các bạn, đấy là check cái thời điểm hiện tại đó. Còn đối với trường hợp là ví dụ như các bạn máy của chúng ta truy cập vào cách đây khoảng 1 giờ chẳng hạn, sau đó thì chúng ta không truy cập nữa thì máy của chúng ta khi mà cũng qua check lại thì nó sẽ tính cái giờ của chúng ta truy cập là vào khoảng bao nhiêu giờ, ví dụ như vào tầm khoảng 4 giờ chẳng hạn đấy, hoặc là tầm khoảng bao nhiêu giờ ấy, thì nó sẽ báo ở đây là bao nhiêu giờ là chúng ta truy cập, thì nó rất là thông minh ở chỗ đó. Ngay kể cả khi các bạn máy điện thoại của các bạn bị khóa mà các bạn bật lên mà các bạn không mở khóa ấy, thì tài khoản, có nghĩa là thông tin thiết bị vẫn được gửi về cái tài khoản này là lần truy cập gần đây nhất là vào lúc nào các bạn nhé. Đấy, thì cái này chúng ta giúp quản lý thiết bị và theo dõi thông tin thiết bị của chúng ta rất là tốt luôn đó. Khi mà thông tin tài khoản ấy mà gửi về và thông tin từ tài khoản trong thiết bị gửi về tài khoản của chúng ta ở đây ấy, thì nó rất là chính xác các bạn nhé. Gửi về như này thì nó rất là chính xác, thậm chí là nó được tính bằng mét luôn, được chưa? Nó không sai bao nhiêu đâu các bạn, nó sẽ chính xác bằng mét luôn. Đấy, đây là cái thông tin mà nhiều bạn mà có nhưng mà các bạn không để ý, mà các bạn không xem qua những cái tính năng này. Lưu ý là trên thiết bị điện thoại của các bạn muốn có được vị trí ấy, thì các bạn sẽ phải bật cái GPS lên
nếu mà không bật GPS lên thì nó chỉ phát hiện là thời gian truy cập các bạn nhé, thời gian truy cập đó. Tiếp theo là chúng ta có thể sử dụng một hệ sinh thái, nếu mà các bạn sử dụng Samsung ấy, thì các bạn sẽ có một cái tài khoản gọi là tài khoản iCloud của Samsung. Nhưng mà tài khoản iCloud của Samsung ấy, thì các bạn có thể thấy là vào trong phần smartthingfin.samsung.com ấy. Khi mà vào đây ấy, thì chúng ta có thể là check, ví dụ như ở đây chẳng hạn mình kiểm tra vị trí của cái smartphone này chẳng hạn. Đó, nhưng mà kiểm tra vị trí của smartphone này ấy, thì các bạn có thể thấy là pin của cọt điện thoại này còn bao nhiêu, cập nhật lần cuối bao nhiêu, vào lúc vào ngày bao nhiêu, vào thời điểm là bao nhiêu giờ. Đó thì nó sẽ ra cái địa điểm và cái smartphone nó là như vậy. Bạn hiểu chưa? Đấy, để các bạn có thể nắm rõ được cái smartphone của chúng ta. Và gửi về như này ấy, thì đa số mình thấy ấy, những cái thông tin hoặc là những cái tài khoản liên quan đến thiết bị của chúng ta nó sẽ tốt hơn là tài khoản bên ngoài. Nhưng mà tài khoản bên ngoài nó cũng xác suất, nó cũng tỷ lệ phần trăm, ví dụ như về theo dõi vị trí đối với Google Maps bên tài khoản của Google so với tài khoản của thiết bị Samsung hoặc là Xiaomi ấy, thì có vẻ nó sẽ chênh nhau một chút. Ví dụ như các bạn nhiều lúc các bạn sử dụng những cái thiết bị tài khoản Xiaomi ấy, nhiều lúc nó sẽ chuẩn xác hơn tài khoản Samsung, nó sẽ chuẩn xác hơn bởi vì nó sử dụng trên hệ sinh thái của máy của chúng ta ấy. Thì khi bạn cài trực tiếp vào máy thì nhiều lúc nó có vẻ nó sẽ chính xác hơn. Nhiều lúc các bạn cài tài khoản Google vào ấy thì nó vẫn chính xác như vậy các bạn nhé, nó vẫn ở khoảng cách đấy, nhưng mà tỷ lệ nó xác suất nó chỉ vài bước chân thôi. Cho nên là nhiều lúc các bạn nên cài những cái tài khoản Xiaomi và cài đặt những cái tài khoản Vivo này vào thiết bị máy của bạn hoặc tài khoản Samsung đấy, để bảo mật thiết bị tốt hơn các bạn nhé. Đấy, ngoài ra những cái chức năng của những cái thiết bị, những cái máy ấy, ví dụ như khi mà các bạn muốn tìm điện thoại bị mất ấy, hoặc là các bạn muốn xác định cái điện thoại của chúng ta ở vị trí nào ấy, thì mình nghĩ là các bạn cứ nên bật những cái tính năng này lên, được chưa? Đó, khi mà kể cả khi mà các bạn không mở khóa, các bạn truy cập ấy, ví dụ như các bạn cắm sim vào truy cập ấy, được chưa? Đó, sim có mạng cắm vào truy cập thì các bạn bật lên ấy, các bạn chưa mở khóa nhưng mà thông tin thiết bị cũng sẽ gửi về các bạn nha, cũng sẽ gửi về thông tin của iCloud và chúng ta biết rõ được là thiết bị của chúng ta đang nằm ở đâu, đang nằm ở vị trí nào các bạn nhé, rất là chuẩn xác. Ví dụ như một cái thiết bị điện thoại của chúng ta chẳng hạn, đó, ở đây thì nó còn có cả số email nữa, các bạn có thể check được cả số email của điện thoại nữa, đó, cái smartphone của chúng ta đấy, đó, nó khá là hay. Căn bản là khi những cái tính năng này ấy, nó giúp cho chúng ta bảo mật thiết bị cũng như là kiểm soát thiết bị của chúng ta tốt hơn, vâng ạ, đó. Cho nên là mình khuyến cáo là các bạn nên xem chú ý và cài những cái tài khoản này vào để bảo mật thiết bị tốt hơn. Đó, nó gửi thông tin về rất là nhanh, ví dụ như một cái chiếc điện thoại của chúng ta chẳng hạn, các bạn tắt đi, sau đó thì một khoảng thời gian, nó khoảng 1 giờ 2 giờ sau, các bạn chỉ cần bật lên, máy của chúng ta có mạng, lập tức nó sẽ gửi về thông tin hệ thống luôn là cái sản phẩm của chúng ta đang ở vị trí nào. Đấy, thì cái này điểm check rất là hay luôn. Đó, và thậm chí là có một cái tính năng khi mà ở đa số của tất cả các smartphone, thậm chí là cả iPhone cũng thế. Đấy, cả iPhone và cả những cái Samsung hay là một số của Xiaomi hay là của Vivo ấy. Đấy, còn có một số tính năng đó chính là truyền được cái thông tin thiết bị, cũng như là cái thông tin thiết bị của chúng ta, các bạn sẽ vào trong cái phần cài đặt của, cũng là vào trong phần cài đặt của tài khoản ấy, thì nó sẽ có một cái tính năng, đó chính là cái tính năng nhận dạng thiết bị, có nghĩa là theo dõi thiết bị khi mà không có mạng các bạn nhá. Nhưng mà cái thiết bị không có mạng, có nghĩa là kể cả các bạn bật máy lên mà không có mạng ấy, thiết bị của chúng ta có thể là tìm được những cái sản phẩm lân cận khi mà chung một hệ sinh thái ấy, ví dụ như ở cạnh của chúng ta có một chiếc Samsung chẳng hạn, hoặc là cạnh của chúng ta có một chiếc Vivo nhưng mà phải cùng hệ sinh thái là như nào, là chung hãng, ví dụ như Xiaomi có hai chiếc Xiaomi, một chiếc Xiaomi vào được mạng, một chiếc Xiaomi không vào được mạng. Ví dụ Samsung chẳng hạn có một chiếc Samsung vào được mạng và một chiếc Samsung không vào được mạng, thì cái Samsung không vào được mạng ấy thì nó sẽ tự động liên hệ với, có nghĩa là tự động kết nối với một chiếc Samsung gần đó các bạn nhé, để có được cái thông tin, để có được thông tin gửi về cái tài khoản này. Khi mà các bạn vào trong phần cài đặt ấy, tài khoản ấy, thì nó sẽ có một cái tính năng, có một cái thông tin như vậy, các bạn bật lên ấy, kể cả các bạn không có mạng nhưng mà
nếu mà ở gần đó có một chiếc máy điện thoại cùng một hệ sinh thái, là cùng hãng luôn ấy, mà cái máy đó nó có truy cập mạng, thì máy ở gần đấy thì nó sẽ tự động liên hệ được với cái máy mà có mạng và gửi thông tin về về hệ thống, các bạn hiểu chưa? Đấy, nó có một cái tính năng đó rất là hay. Nhưng mà nó phải cùng hệ sinh thái, cùng hệ sinh thái các bạn nhé. Đấy, ví dụ như cùng iPhone, hoặc là cùng Xiaomi, hoặc là cùng Vivo. Nhưng mà đối với một số sản phẩm, Vivo thì mình chưa rõ, nhưng mà Samsung là có cái tính năng này các bạn nhé. Đấy, có cái tính năng này. Đấy, nó khá là thú vị như vậy. Thì các bạn nên tham khảo thêm về cái thông tin của iCloud này. Khi mà các bạn mua máy hay thiết bị ấy, thì các bạn nhớ log in vào và bảo mật cho cái thiết bị máy. Được chưa? Đó. Cho nên ấy, mình biết, mình có xem được một cái video ở trên mạng ấy. Có một anh thử, có nghĩa là vứt một cái điện thoại ngoài đường ấy các bạn. Sau đó mấy anh này thì đăng nhập tất cả các tài khoản vào đây, như vào trong thiết bị các bạn ạ. Sau đó thì thiết bị đấy vẫn được bật mạng, bật các thứ bình thường các bạn ạ. Sau đó thì cái điện thoại đó được cầm đi. Sau đó cái anh mà trên mạng ấy các bạn, có theo dõi và chi tiết và biết được cái chính xác địa điểm này rất là hay. Đó, khi mà mấy anh đấy đến một cái vị trí gần nào đó, tầm khoảng vài bước chân, vài mét thôi, sau đó bấm vào đây để phát ra âm thanh các bạn nhá. Phát ra âm thanh thì cái máy đó kêu ở cái vị trí đấy. Đó, thì cái đây là cũng là thử cái tính năng phát hiện vị trí nó có chính xác hay không. Thì nó là nó bắt vị trí nó hay như vậy. Cho nên là các bạn nên sử dụng những cái tính năng này, bởi vì điện thoại bây giờ đa số những cái điện thoại thông minh ấy thì nó có tính năng rất là hay. Đó. Cho nên ấy thì các bạn nên sử dụng những cái tính năng này để bảo đảm, cũng như là để an toàn cho thông tin thiết bị của chúng ta. Bởi vì là sao các bạn? Bởi vì là bây giờ thời buổi 4.0 hiện tại ấy, thì thiết bị di động cũng như là để kết nối mạng ấy, nó không chỉ là liên lạc nữa, nó còn là những cái thông tin liên quan đến dữ liệu cá nhân các bạn nhé, dữ liệu người dùng. Cho nên nó khá là quan trọng, kể cả những cái dữ liệu cá nhân liên quan đến công việc hay là mọi thứ ấy, thì nó cực kỳ quan trọng luôn. Cho nên là mình nghĩ là các bạn nên bảo mật thiết bị của các bạn cực kỳ tốt luôn, được chưa? Đó, tránh cái hiện tượng là mất những cái dữ liệu cá nhân, được chưa? Đó, cho nên là mình khuyến cáo với các bạn nó là như vậy, được chưa? Đấy. Và để an toàn ấy, thì các bạn sẽ lưu cái số email ấy, đấy, số email của cái điện thoại đấy vào, được chưa? Cái số email của cái chiếc điện thoại đấy vào các bạn nhé. Ví dụ như khi mà mất ấy, khi mà mất điện thoại ấy, thì chúng ta có thể là sử dụng cái công nghệ cao. Đấy, thì bạn nào mà chưa mà lấy công nghệ cao để chúng ta check lại cái số email, được chưa? Cái đấy thì cái vấn đề ngoài rồi, được chưa? Check lại số email xem cái số cái điện thoại đấy có khi mà được reset lại, được chưa? Khi được reset lại xem cái số điện thoại đấy được cài vào thiết bị nào, được chưa? Có nghĩa là được cài vào iCloud nào, thì cái này thì nó liên quan đến công nghệ cao một tí. Thì cái này các bạn không cần phải quan tâm, nhưng mà ở đây các bạn nhớ là cho mình cứ tạo cái tài khoản Google, sau đó login vào. Đối với các bạn sử dụng iOS, iOS cũng có cũng cho cài tài khoản Google vào các bạn nhé. Đấy, có cả iCloud và tài khoản Google. Đấy. Và đối với trường hợp là Samsung thì các bạn vẫn có thể sử dụng iCloud của Samsung vào, của Xiaomi các bạn cài Xiaomi vào, Vivo các bạn cài Vivo vào. Bây giờ đa số thị trường Việt Nam còn một tài khoản nữa của một cái điện thoại rất là nổi tiếng, đó là thị trường sản phẩm Oppo nữa các bạn nhé. Đấy, các bạn nhớ tài khoản Oppo iCloud này. Đấy, Oppo iCloud thì các bạn nhớ tài khoản nhớ cái tài khoản Oppo này nữa. Các bạn vẫn tạo tài khoản Oppo này và các bạn điền vào thiết bị các bạn nhé. Đấy, để bảo mật thiết bị. Đó, ba hãng điện thoại này đang sử dụng 4 năm thiết bị này được sử dụng, 5 năm điện số điện thoại này được sử dụng nhiều nhất là Oppo này, iPhone, Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo. Đấy, ba mình thấy ba hãng, các bạn còn thấy hãng nào hay sử dụng phổ biến nhất thì các bạn để lại mình bình luận dưới phần description video nhé. Đấy, còn mình thấy là ba hãng này được sử dụng nhiều nhất. Đó.
Đó là mình chia sẻ với các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái nội dung video các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Chúc các bạn là một ngày tuyệt vời. Bye bye các bạn.